Thân chào anh em các bạn, quay trở lại với kênh động cơ diesel và phụ tùng máy thủy nhật cây sinh Kim Top Marine. Hôm nay Tiến tiếp tục ra một cái video giới thiệu đến quý anh một cái sản phẩm, đó là động cơ Yanmar 4BH với 4 xi lanh, và công suất của em này là 90 mã lực các bạn ha, 90 mã lực với xương hàng gió turbo tăng áp. Và bây giờ anh em xem một vòng body của em này nha các bạn nha. Với đường kính xi lanh 95mm và công suất 90 mã lực thì em này cực kỳ là đáng gờm các bạn ha. Rất là khỏe nha các bạn nha. Và bây giờ anh em xem body, nước sơn cũng như những cái chi tiết máy liên quan nha các bạn nha. Đây là thùng nước xanh các bạn ha, giải nhiệt lốc máy các bạn. Còn đây là bốn cây kim phun ha các bạn ha. Đây là xương hàng gió turbo tăng áp các bạn ha. Đây là dàn nắp cò mổ. Đây là turbo bô lửa các bạn ha. Thì em này về nó bị gãy cái cổ bô lửa thì mình thay lại thôi, chuyện nhỏ các bạn ha. Thì đây là body của em này các bạn. Đây là xương hàng nhớt các bạn ha, giải nhiệt lốc máy, sạc dynamo 24V các bạn ha. Đây là bơm nước trộn, bơm nước mặn các bạn. Thì em này là đóng lắc nghĩa địa các bạn ha, lắc nội địa ha, đóng không chính xác các bạn ha. Thực tế rẻ cho 30 mã lực các bạn và 1.600 tua thôi các bạn ha. Với tỷ số truyền em này xài hộp số là IB20, thì em này xài tỷ số truyền là 2.95 tua các bạn. Hộp số IB rất là khỏe ha, rất là khỏe, IB20 các bạn, LA, cùi tô kèm theo đầy đủ các bạn. Một video tiếp theo thì mình sẽ test tiếng nổ của em này và mình chia sẻ lên để anh em cùng theo dõi nha. Đây là một cái lọc dầu các bạn, lọc dầu khi đưa vào máy. Thì chúng ta kỹ thêm thì chúng ta có thể xài qua một cái lọc dầu thô rồi đi qua lọc dầu tinh này, và trước khi đi vào động cơ thì sẽ cho chúng ta một cái lượng dầu rất là đẹp ha, rất là sạch sẽ, và đi vào trong máy thì giúp con heo kim phun chúng ta lưu sạch sẽ, có một cái lượng dầu tinh sạch sẽ thì sẽ bền cho các chi tiết của động cơ chúng ta. Nhớ còn rất là đẹp luôn anh em ơi. Nè, xanh mơn mởn các bạn ha, rất là đẹp. Phải nói là rất là xinh xắn, body quá dễ thương các bạn ha, quá dễ thương. Đề 24V. Rồi, cảm ơn quý anh em các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video review giới thiệu em động cơ 4BH với công suất 90 mã lực và đường kính xi lanh là 95mm, kèm theo hộp số là IB20, truyền số là 2 tua 95. Một lần nữa cảm ơn các anh em các bạn rất là nhiều. Anh em quan tâm thì cứ alo qua số điện thoại 0903 070753 để Tiến tư vấn và hỗ trợ cho anh các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn quý anh các bạn rất là nhiều, và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video review giới thiệu các sản phẩm tiếp theo nhé.